Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong chương trình ngày hôm nay thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về tử vi của 4 con giáp kiểu gì cũng dính họa thị phi trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch năm Canh Tý 2020. Vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của họ sẽ ra sao? Trong tháng những con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, chúng ta có gặp phải những khó khăn trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngay sau đây. Tuổi Tý. Tháng 5 này, tử vi của tuổi Tý báo hiệu sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp. Tổng thể vận trình vào những ngày cuối tháng 5 âm lịch càng xuống dốc. Tý dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tỷ hỏa với bản mệnh. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, các gia chủ tuổi Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn đến bạo bệnh. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước. Hành động bốc đồng thiếu sự cẩn trọng dẫn đến hậu quả khôn lường, không chỉ lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc. Con giáp này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong suy nghĩ. Cần bình tĩnh, càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho một cái đầu lạnh. Chỉ cần một nước cờ sai lầm có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần biết mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, tuổi Tý khó mà có được điều mình mong muốn. Cả đường tình duyên, tài lộc đều trải qua giai đoạn khó khăn. Con giáp này có thể sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người thân của mình. Đó là còn chưa kể đến việc bạn dễ nóng nảy khiến cho những xung đột với người ngoài chẳng hề ít. Các mối quan hệ ngoại giao không được tốt. Điềm báo tử vi cũng cho thấy những chú chuột gặp phải họa đại hao nên tiền bạc trong túi cứ thế không cánh mà bay. Nhất là khi mà con giáp này chẳng hề có tư tưởng tiết kiệm, đề phòng cho tương lai mà kiếm được đồng nào xào ngay đồng ấy. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền, bởi trong tháng lâm cục đế vượng thì chuyện làm ăn, buôn bán hay công việc cũng đều tiến triển tốt, tiền về tay không ít, chỉ là con giáp này tiêu xài hoang phí quá mức mà thôi. Đặc biệt trong 10 ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 24 tháng 5, tức 14 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 và mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập đến, tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tý thì không nên tiến hành công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Và để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên mang theo mình vật phẩm minh quang pháp bảo. Tuổi Sửu. Vào 10 ngày cuối tháng 5 năm 2020 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm. Song bản mệnh có thể hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu.
Sửu âm thổ trong thời gian này gặp thất sát nên các gia chủ tuổi Sửu cần chú ý về việc học hành công danh nhiều hơn. Do gặp phải thất sát nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng. Tử vi cho thấy bước vào giai đoạn này sẽ là thời điểm mà tuổi Sửu dễ gặp phải nhiều chuyện không được như ý, vận trình ảm đạm so với các khoảng thời gian khác. Cục diện tương hại cho thấy sự bất ổn trong chính cảm xúc của con giáp này, bản mệnh chưa kiểm soát được tình hình, không thể tự tin để bày tỏ tình cảm. Có thể vì thế mà hụt mất nhiều cơ hội đi đến với tình yêu. Thiên hình hung tinh còn nhắc nhở con giáp này hãy nhớ cần phải làm gì để đạt được mục tiêu, nhất là trong công việc. Sự sao nhãng, thiếu tập trung có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt khi liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cùng với đó, thất sát chính là chủ về tốc sát, tức là nghiêm hình và có sát khí cảnh báo những chú trâu cần phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Chớ nên suy nghĩ quá nhiều mà suy nhược cơ thể, mất ăn mất ngủ. Trong tháng, bạn có thể tốn kém một khoản cho chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt là trong 10 ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 25 tháng 5, tức 15 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày đại kỵ với mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 và mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Vào tháng này thì bạn có thể. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Sửu không nên tiến hành công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi tuổi Sửu năm 2020 cho thấy 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bạn vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Trong tháng 5 âm lịch, có nhiều áp lực sẽ khiến cho tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được, khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa bạn gặp phải trong thời điểm này đều có nguồn cơn do chính bản mệnh mà ra. Thiếu tinh thần làm việc thì tất hiệu quả công việc sẽ sụt giảm, thiếu tập trung thì sẽ mắc phải sai sót. Nếu như những chú trâu không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Tuy nhiên thì chớ nên gắng sức làm việc quá mức, cần phân bổ thời gian hợp lý. Khi cơ thể đã đến ngưỡng chịu đựng thì cần phải nghỉ ngơi, bởi cố làm chỉ càng thêm tăng nguy cơ sai sót về sau. Bản mệnh cần mang bên mình minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó mở rộng công danh, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Ngọ, qua tháng 5 năm 2020 thì công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Nguyệt lệnh ở đất thai, tuổi Ngọ, thời điểm này vận trình sự nghiệp thăng trầm bất định, khó đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Mặc dù được quý nhân hữu bật nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường, nhưng con giáp này chưa biết tận dụng hết thời cơ sẵn có thể tìm ra hướng phát triển phù hợp với bản thân, cũng phát huy được năng lực, có được thành công ở bước đầu. Nhưng bản chất thì ham vui, dễ bị lôi kéo khiến cho những chú ngựa dễ dàng đi chạch đường dây, đánh mất những lợi thế mà mình đang sở hữu. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho thì bạn lại chẳng hề biết hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa dễ mắc phải sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Xét vận trình tài lộc vào tháng 5 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Ngọ xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước hôm sau lại hết. Có thể bị trộm mất hay là rơi mất, hay là tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Tử vi cho thấy, âm sát xuất hiện lại thêm thái tuế ở bên. Đường tài lộc của tuổi Ngọ khó bề khởi sắc, có thể làm ra tiền nhưng chẳng giữ được tiền trong tay. Có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàn, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ là con giáp này phạm phải sai lầm, lấy mất tiền bạc trong ngày tai bạn.
những chú ngựa còn có thể u mê về chuyện tình cảm mà quyết định sai lầm, có khi biết sai mà chẳng thể làm lại. Để con đường công danh được thuận lợi, không bị ngăn cản quấy phá, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Tuất, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, lĩnh vực tình cảm có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá bình bình. Nhâm dương thủy gặp Tuất dương thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, đại diện mọi việc không thuận lợi. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, đối với gia chủ tuổi Tuất sẽ có những khó khăn trong cuộc sống và việc học hành. Điểm nổi bật trong tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch đó là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt được nhiều thành tựu đáng kể sau thời gian khó khăn liên tiếp. Bước qua tháng 5 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng khi mà nguyệt lệnh lâm đất quan đới. Con giáp này biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn. Thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác. Có điều, bạch hổ hung tinh nhập mệnh cho thấy con giáp này có thể gặp rắc rối về sức khỏe, cẩn thận bị người khác hãm hại hoặc bản thân gặp tai nạn do thiếu cẩn trọng. Chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn do con giáp này sống quá cảm xúc. Tuổi Tuất đặt nặng chuyện tình cảm nên khi không suy nghĩ được tỉnh táo sáng suốt, dễ bị dẫn dắt theo con đường sai lầm, thậm chí bị lừa gạt tình cảm. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 5 này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý vào ngày âm lịch 22 tháng 5, tức 12 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới, cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tuất không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Trong lĩnh vực sự nghiệp, tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm, lo lắng, nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Xem tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, có quan đới trợ mệnh, tuổi Tuất dễ dàng vượt qua khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường vươn tới thành công. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến cho bạn thêm vững tâm tiến bước hơn. Tuy nhiên thì những gia chủ tuổi Tuất cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào công việc, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí của mình đang có. Cần bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải. Bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để thuận lợi hơn trong sự nghiệp, những gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Mùi. Bước vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc, thậm chí là khá ảm đạm, tình cảm có nhiều vấn đề không được như mong muốn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng hiếu thắng, làm việc tùy hứng nên cần sự quản thúc nhiều hơn từ các bậc phụ huynh. Xem tử vi vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của tuổi Mùi sẽ có khoảng thời gian khá là dễ thở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, những chú dê sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình, nhất là khi đang có các tinh bách việt soi đường chỉ lối. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra mối quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Nguyệt lệnh ở đất dưỡng càng tăng thêm cơ hội thể hiện năng lực của tuổi Mùi. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong công việc. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ.
Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Nguyệt lệnh tháng 5 âm này nằm ở đất dưỡng, tuổi Mùi, biết cân đo, đong đếm, lập kế hoạch rõ ràng cho từng đường đi nước bước của mình. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc, chứ không chờ đợi bất cứ ai, không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến cho con giáp này được cấp trên đánh giá rất cao, tuổi Mùi có thể nhận được cân nhắc nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Và trong thời gian tới, nếu bạn vẫn giữ vững được phong độ của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hãy cố gắng duy trì tinh thần làm việc hăng say, bạn sẽ tìm thấy thêm niềm vui trong công việc, lại có được cuộc sống ổn định, không cần phải lo lắng đến vấn đề liên quan. Trong tại 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, với những diễn biến giúp cho công việc khá là khởi sắc, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, diễn biến công việc giúp khởi sắc sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vất vả nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được điều mình mong muốn. Những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kích cho con đường công danh tài lộc thêm phần nở rộ thành công. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này, tài lộc không có nhiều điểm sáng, người làm công ăn lương cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến cả tập thể. Nếu đầu tư kinh doanh thì cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Những chú dê có nguồn thu nhập khá là dồi dào, làm việc tốt thì dễ có được cơ hội thăng lương, tăng chức trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thời điểm này thực sự chăm chỉ làm việc hết mình thì chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định, thường sẽ tiết kiệm có khoản dự phòng cho tương lai. Những gia chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình minh quang pháp bảo để thâu thu tài lộc, đón quý nhân giúp đỡ. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi 5 con giáp kiểu gì cũng dính họa thị phi vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.